Theo đó qua xem xét báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước về đề nghị thi hành kỷ luật thường tá Đào Văn Thêm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước do điều khiển ô tô tham gia giao thông có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Đào Văn Thêm theo quy định. Ngày 23 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh ủy họp, quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đào Văn Thêm ngoài ra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước đã kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn ngọc công phó bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long ông đặng sông pha trưởng ban tổ chức thị ủy phước long về việc ký phê duyệt quyết toán các chứng từ chi trùng của phòng nội vụ thị xã phước long riêng ông nguyễn việt hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long bị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về nội dung trên theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước kết quả kiểm tra nhận thấy đảng ủy sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước có những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu ông Trần Thế Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra. Ngày 9 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ nội chú Hoàng Minh Lý đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, các thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sau tai nạn hy hữu xảy ra vào tối 20 tháng 4 vừa qua, Lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống, làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2. Hai ngày sau khi nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phẫu thuật cho Lý. Mới đây, bác sĩ Lý tiếp tục được phẫu thuật lần 2. Hiện bệnh nhân đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu. Chia sẻ với bác sĩ Lý, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất, yên tâm điều trị. Ông cũng yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa, sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ nội chú Hoàng Minh Lý vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú ung thư, hiện đang công tác tại Bệnh viện ca. Được biết hiện mẹ của bác sĩ Lý cũng đang bị bệnh U, lympho, một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện ca bố của chị lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu chị lý còn một người em trai chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý những ngày qua trên mạng xã hội bạn bè đồng nghiệp đồng hương quê nghệ an đã có nhiều thông tin kêu gọi mọi người chung tay góp sức hỗ trợ chia sẻ và động viên nữ bác sĩ hoàng minh lý theo lãnh đạo địa phương, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Bắc sinh năm 1979, chú thị trấn Đồng Lộc đã dùng dao đâm chị L, hàng xóm của Bắc và chị NTTT sinh năm 2007, cháu gái của Bắc. Phát hiện sự việc, người dân đưa hai nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cấp cứu. Song do vết thương nặng, chị L được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bệnh nhân L được tiếp nhận với vết thương mạn sườn trái lúc chuyển vào bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn được cơ sở y tế tuyến dưới đặt ống nội khí quản xong do vết thương nặng nên đã tử vong lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn đồng lộc cho biết sau khi gây án nghi phạm bị công an tạm giữ lấy lời khai lực lượng chức năng cũng làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Zhang, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Bình Minh, đóng trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra tại công ty trên. Sáng mùng 1 tháng 5, vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh làm 6 người tử vong, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc. 5 công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thống nhất thành phố Biên Hòa Đồng Nai sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong quá trình hoạt động, công ty có lắp đặt lò hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Ngày 30 tháng 4, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật, đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Tuy nhiên, sáng mùng 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành lò hơi thì lò hơi phát nổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh do ông Feng Yang, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên có 42 công nhân đang làm việc. Để đạt được những mục tiêu trên, thành phố đưa ra các biện pháp để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động người dân phòng chống HIVS, ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức. Các cơ quan tại địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, không đi sau tội phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các lực lượng chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức liên tỉnh, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào thành phố, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép, các điểm tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tổng gia soát, quản lý chặt khí N2O, khí cười và tiền chất công nghiệp. Đối với việc phòng chống tệ nạn mại dâm, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường công tác phối hợp liên ngành để phòng ngừa. Đồng thời các cơ quan cần nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ, các gói dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả ở một số địa phương. Theo kế hoạch, công an thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức môi giới mại dâm, phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý các tổ chức hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Lực lượng công an cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan từng bước nâng cao và phát huy hiệu quả hướng trinh sát, theo dõi tội phạm và tệ nạn xã hội qua mạng Internet. Chiều mùng 9 tháng 5, anh Trần Văn Tiền, nhân viên an ninh sân bay Nội Bài Hà Nội, phát hiện một chiếc vali bị bỏ quên tại nhà ga T2. Quan sát khoảng 5 phút không thấy ai nhận, nam nhân viên đã báo cho bộ phận trực camera an ninh. Hình ảnh camera cho thấy chủ nhân đã lên xe và rời khỏi nhà ga. Anh Tiền liền báo cho đồng đội để kiểm tra an ninh đối với hành lý bỏ quên theo quy định. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vali có chứa laptop, iPad, hai chiếc đồng hồ, tiền mặt, thẻ ngân hàng có tên LCT và rất nhiều trang sức kèm giấy tờ mua bán với tổng số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng. Anh Tiền lần theo số điện thoại có trong chiếc vali. Tại thời điểm anh gọi, người nghe điện thoại là chị LCT vẫn không tin mình đã quên vali, xin chờ dừng xe để kiểm tra. Lúc đó chị T đã về gần đến thành phố Việt Trì Phú Thọ. Được biết chị LCT cùng con trai là hành khách đi trên chuyến bay KE0164 từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam lúc 15 giờ ngày chín tháng 5. Chị cho biết con trai chị phải sử dụng xe lăn, lên xuống xe phải có người hỗ trợ. Lúc lên xe rời sân bay do mải hỗ trợ con nên chị Đinh Ninh là lái xe đã chất hành lý lên rồi. Trở lại sân bay nhận hành lý thất lạc, nữ hành khách gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đến nhân viên an ninh sân bay nội bài. Mới đây, ông Phạm Văn Thăng, trưởng phòng du lịch, sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên thông tin, từ đầu năm đến hết ngày 7 tháng 5, tỉnh Điện Biên đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 4.800 khách quốc tế, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch hơn 1.800 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, tỉnh Điện Biên đón 371.000 lượt khách du lịch tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 390 tỷ đồng. Trong những ngày cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích lịch sử như đồi A1, nghĩa trang liệt sĩ A1 đón hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Lượng khách tăng đột biến khiến tất cả các khách sạn, nhà nghỉ lớn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và vùng ngoại ô đều quá tải. Chính quyền Điện Biên phải huy động thêm người dân kinh doanh homestay, hỗ trợ ở mức tối đa cho du khách lưu trú nhưng vẫn không thể đảm bảo. Tình trạng quá tải du khách khiến nhiều người dân đã chủ động tìm kiếm và hỗ trợ du khách về gia đình ở miễn phí. Trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, lượng khách đi và đến Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua, có ngày tăng gấp 5 lần ngày thường. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn Hoàng Đức Cường cho biết, hiện tượng Enino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. Biến đổi khí hậu từ nay đến cuối năm tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, rông lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa, bão lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến Enso năm 2020. Nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ tháng 6 đến hết năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông tin, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 tháng 8 năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ, Khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở Bắc Bộ là tháng 7 đến tháng 9, ở Trung Bộ là tháng 9 đến tháng 11. Mưa lớn cục bộ với cường suất lớn từ 50 đến 100 mm trong 3 đến 6 giờ có khả năng xuất hiện nhiều trong thời gian tới, đề phòng gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi, ngập úng đô thị. Đặc biệt cảnh báo kịch bản La Nina tác động vào nửa cuối năm 2024 có thể xuất hiện các đợt mưa tập trung nhiều trong các tháng cuối năm 2024 tại khu vực Trung Bộ. Dự báo ven biển Đông Nam Bộ có 3 đợt chiều cường cao vào các ngày 18 đến 23 tháng 9, 16 đến 22 tháng 10, 12 đến 20 tháng 11 và 12 đến 18 tháng 12. Trong đó, đợt chiều ngày 16 đến 20 tháng 10 và 12 đến 20 tháng 11, mực nước chạm vũng tàu có thể đạt trên 4,3 mét, nguy cơ cao ngập úng khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao, nhất là khi trùng với thời gian gió trướng hoạt động mạnh tại khu vực. Trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện 1 đến 2 đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển, nhất là tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Như vậy trong nửa đầu mùa mưa bão, thiên tai sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và với kịch bản Landina xuất hiện, bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm. Nhiều bão hình thành trên biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối của năm mưa lớn, bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền Trung trong giai đoạn nửa cuối năm 2024 có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm 2020. Theo cáo trạng, thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023, Hà Văn Tuấn đã nhiều lần lên mạng xã hội đặt mua linh kiện để chế tạo súng săn và 1kg đạn trì. Sau đó Tuấn tự lắp ráp thành khẩu súng hơi PCP với mục đích đi săn bắn. Trước ngày 16 tháng 8 năm 2023, Tuấn cùng ba người gồm Hà Văn Linh, Hà Văn Đạt và Hà Văn Nghĩa ngồi ăn cơm, uống rượu tại Lèo Hoang trên đồi Pú Nhàn thuộc xóm Bước, xã Sâm Khoe. Trong lúc uống rượu, Hà Văn Nghĩa đã nhiều lần chê súng của Tuấn là súng đèo, bắn kém, dẫn tới lời qua tiếng lại. Do bực tức vì Hà Văn Nghĩa tiếp tục ra mồm chê bài, Tuấn đã lấy khẩu súng hướng về phía Nghĩa. Thấy vậy, Nghĩa thách thức và Tuấn đã bóp cò đạn nổ trúng vào phần má trái của Hà Văn Nghĩa, dẫn tới hậu quả tổn thương 13% sức khỏe. Đáng chú ý trước khi gây án, Tuấn đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí có tác dụng như súng săn. Với hành vi phạm tội nêu trên, Hà Văn Tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu thay đổi quyết định truy tố từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người và khởi tố bổ sung về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn. Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Hà Văn Tuấn mức án 60 tháng tù về hành vi sát hại người khác theo khoản 2 điều 123 Bộ luật hình sự và 9 tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn theo khoản 1 điều 306 Bộ luật hình sự. Tổng hình phạt phải chấp hành là 69 tháng tù. Tối ngày 9 tháng 5, ban quản trị chuỗi bánh mì Chào cột điện quán cho biết quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa quản lý được sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu. Sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín. Theo ban quản trị chuỗi bánh mì Chào, ba tê dùng cho bánh mì chào là loại đóng khuôn được cấp đông chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và dán nguyên liệu được nhập từ tổng hệ thống phía thương hiệu này lý giải việc khách phát hiện giòi bò lúc nhúc trong ba t có thể do quá trình bảo quản ba t tại cơ sở thái bình chưa đảm bảo quy định khiến ba t bị hỏng ngay sau khi xảy ra sự việc đơn vị này đã gọi điện xin lỗi ba khách hàng chuỗi bánh mì trào này thừa nhận sai sót không chỉ do lỗi phía cơ sở mà còn do lỗi của hệ thống khi chưa giám sát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở tỉnh Ban quản trị chuỗi bánh mì chảo cho hay đã thông báo tới tất cả cơ sở trong hệ thống, yêu cầu ra soát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự, cử cán bộ giám sát tới kiểm tra một lần nữa toàn bộ cơ sở, tránh xảy ra sự việc tương tự. Ngày 8 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn video dòi bòi lúc nước trong miếng pate tại quán bánh mì chảo ở Thái Bình. Theo tìm hiểu, nhóm khách đến quán gồm 3 người, ngay sau khi phát hiện sinh vật lạ trong chảo thức ăn, họ lập tức báo nhân viên. Dù nhân viên đề nghị đổi chảo mới, nhóm khách từ chối dùng bữa và rời đi. Đoạn video nhanh chóng gây xôn xao, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hơn 1 triệu lượt xem. Thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra chiều ngày 9 tháng 5 khi trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cung cấp thông tin vụ tàu cá ở Quảng Bình gặp nạn trên biển gần đây và công tác bảo hộ công dân. Bà Hằng dẫn thông tin của các cơ quan chức năng cho biết ngày 2 và mùng 3 tháng 5, 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình cùng 24 ngư dân gặp nạn trên biển. Các lực lượng chức năng cũng như tàu cá của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc tích cực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân. Bà hằng cho biết cho đến thời điểm này, các lực lượng đã cứu được 13 người dân, tìm thấy một người dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm 10 người dân còn lại. Sau khi nhận được thông tin, Bộ ngoại giao đã làm việc với đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cũng như chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc đề nghị Trung Quốc tăng cường cử các lực lượng cần thiết để tiến hành cứu nạn, tìm kiếm các người dân đang mất tích. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, đến nay cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cử phương tiện phối hợp với Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm. Cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để tích cực tìm kiếm cứu nạn người dân, theo dõi cập nhật tình hình vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân tạm thời. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày mùng 2 tháng 5, một tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB92699TS do ông Nguyễn Đức Trung, chủ huyện Bố Trạch Quảng Bình làm chủ cũng chìm trên biển một thuyền viên trên tàu được một tàu cá địa phương cứu sống, sáu thuyền viên còn lại đang mất tích. Đến đêm ngày 3 tháng 5, một tàu cá khác mang số hiệu QB 98614TS bị mất liên lạc trên biển, trên tàu có 5 thuyền viên. Cũng trong đêm này, hai tàu cá QB 93712TS và QB 92101TS gặp nạn và chìm trên biển. 12 ngư dân trên hai tàu cá này được các tàu địa phương phát hiện, cứu kịp thời để đưa vào bờ. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu, chủ tàu QB 93712 TS là ông BVT, chú huyện Bố Trạch đã tử vong. Như vậy đến nay đã có 13 ngư dân trên 4 tàu cá gặp nạn đã được cứu, một người tử vong, 10 người còn lại đang mất tích. Tối ngày 9 tháng 5, bệnh viện trợ rẫy cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị tai nạn điện. Theo đó, trong lúc sửa điện đường dây cáp ngầm tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, 4 người bị điện giật phòng nặng, trong đó có người phòng cả đôi mắt, tiền lượng rẻ dặt. Những người này là nhân viên công ty điện lực chợ lớn quận Nam thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc sửa điện tại đường dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai quận 8 thì bị chập điện nổ và gây phòng. Nạn nhân LHT 28 tuổi ở quận 8 nhập viện trong tình trạng bị phỏng toàn thân, độ 2, 3, phỏng 80% vùng đầu, ngực, bụng, tay chân, mắt. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân đã được xử lý giảm đau, dịch truyền, ngừa uốn ván, xét nghiệm máu, chụp CT, scan đầu ngực bụng, được rửa mắt lấy dị vật. Theo bác sĩ tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phòng phẫu thuật tạo hình bệnh viện trợ rẫy, bệnh nhân phòng hai mắt, độ 2, 3, dị vật kết mạc, tiền lượng còn dè dạt. Ba nạn nhân còn lại được xử trí cấp cứu và được xuất viện gồm BAH 46 tuổi ở quận 8, phòng độ 2, phòng 2% ở vùng đầu mặt, NVL 37 tuổi ở Bình Chánh bị phòng cấp độ 2, tay phải, phòng 3% ở hai tay, LQT 37 tuổi ở Tây Ninh, phòng độ 1-2 ở bàn tay trái, phòng 3% cổ bàn chân trái kết quả thanh tra cho thấy trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam các đơn vị này đã có hành vi liên quan đến tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được cấp phép vi phạm quy định của bộ giáo dục và đào tạo Năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng đã ban hành công văn số 889 QLCL QLVBCC ngày 9 tháng 6 năm 2023 về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và công văn số 999 QLCL QLVBCC ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Như vậy, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ. Trước đó, kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy công ty IDP đã tổ chức thi và cấp 56.230 chứng chỉ IELTS trước thời điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết. Cụ thể trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022, ngày thông tư số 11 năm 2022, TTBGDDT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có hiệu lực. Công ty IDB tổ chức 458 đợt thi tại 31 tỉnh thành trong cả nước và đã cấp tổng cộng 46.643 chứng chỉ giai đoạn từ ngày 10 tháng 9 năm 2022 đến ngày 16 tháng 11 năm 2022 trước ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép công ty IDP liên kết. Công ty IDP tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài với 9.587 chứng chỉ vi phạm điểm B khoản 5 điều 6 Nghị định số 04 năm 2021 NDCP. Tính ra, công ty IDP đã tổ chức thi và cấp 56.230 chứng chỉ trước thời điểm mà công ty được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết. Kết luận thanh tra nêu rõ, trách nhiệm thuộc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDB Việt Nam, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cục quản lý chất lượng xử lý với số lượng chứng chỉ cấp phép không đúng thời hạn trên đây. Trưa ngày 9 tháng 5, IDB Việt Nam đã có thông báo về sự việc, theo đó đơn vị này khẳng định các chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này vẫn được hơn 12.000 tổ chức trên thế giới công nhận. Tuy nhiên, trong thông báo vắn tắt của mình, IDB không có một dòng nào đề cập tới sai sót của mình hay xin lỗi trong việc cấp lậu 56.230 chứng chỉ IELTS trước thời điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Ngoài ra, thông báo của đơn vị này cũng chưa có đề cập về hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như kết luận của Thành tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra.